Em xin chào tất cả anh chị em sáng trưa ngày mùng 4 trưa ngày mùng 4 tháng 5 đầu lai em lên một con mờ sau lâm mà phải nói là xưa nay chưa bao giờ có cái giá này luôn, phá giá. Em là người phá giá đó. Mờ sau lâm này là mờ size medium đó, đây là size large. Size medium nó nhỏ hơn một chút thì bình thường nó là phải từ 1,5 triệu trở lên phải không? Bây giờ bán cho em chỉ có 500.000 thôi, 500.000 đấy, mã 02 nha. Báo cáo anh em này, lắp xe lắp trailer là 8 đến 90 kg, cao 1,7 trở lên. Bên này đều đẹp mới lắm, dây này anh em nhìn cái dây của nó còn hăng như thế này nhá, độ co giãn của nó chưa có bị gì hết, tức là nó mới quá nhưng mà nó bị dơ đây. Anh em coi xử lý được thì chốt nha. Áo bao mới luôn. Và cái dòng này là năm 2000 về đây cho nên không có vê tay nha. Ở đây nó bị dính dơ nữa này. Qua bên này dơ nha anh em. Anh em chấp nhận được vết dơ thì hẳn chốt nha. Dơ đây nữa này. Đấy. Hết ra đằng sau. Đẹp không? Đẹp không? Ở bên dưới này cũng có vài chấm dơ nhẹ nhẹ thôi. Cái giá này 500 ngàn mà em nói thiệt chứ áo là rách nát. Chứ đừng có nói là nó bị dơ đâu. Đây này còn mới keo. Đây nó bị dơ nữa này. Bên này nữa nhá. Hết bên nhưng mà thân nhựa cổ nhựa nha anh em. Bên này đều đẹp hết. Chỗ này có một vài chấm dơ nữa này. Đấy, một vài chấm dơ. Em đo chiều dài và vai nha. Vai của nó là 55 54 55, dài áo là 80, lát reo lơ 8 đến 90 kg. Trời ơi, một con mờ số 5 em nói thiệt, anh em cứ bẩn trên người một con mờ số 5 anh em đừng có thốt ra là 500.000 nhất, nói ra người ta giật ngửa. Chốt cho em mã 02 500.000, 02 500.000. Tiếp một con Multicam chất vải caro chống cháy ấy. Chất vải chống cháy. Vai là 52, dài áo là 80, 52 80. Đều và đẹp nha nhé. Bên này đều đẹp hết nha. Đấy. Con này là mã 20, 150.000. 150.000 mã 20. Em bữa nay viết hơi nhiều. Con này là 80 kg trở lên. Multicam của Linh Mỹ nha, giá chỉ có 150.000 thôi. Mã 20 150.000. Cái một bộ đồ bay, cái này gọi là liền quần sa mạc nha anh em. Một bộ sa mạc liền quần. Ở dưới không biết ống này ông đi làm hồ hay sao mà này. Ở dưới ống quần này, bộ này đang mới lắm. Mà cái dơ dưới này bao ra nha. Em tết. Em test cho anh em này, cái ống quần là nó dơ như thế này này. Em sẽ vò cho anh em một góc nha. Đây này. Bụi lắm. Đấy, đấy, nó ra nhá. Em bao anh em ra luôn. Em khởi khởi nó đã ra đây rồi này. Vò tiếp cái bài này nhá. Vò tiếp cái bài đen đen này nhá. Bụi không? Anh em thấy bụi bốc lên không? Đó, thấy chưa? Nó nhạt hơn rồi. Tức là bao cho anh em giặt nó sẽ ra. Bao giặt sẽ ra. Bộ này là của Lính Mỹ. Con này là size X large trù. 2X large được. 90kg trở lên được. Ai mua bộ này về sửa thôi. Về sửa cắt thành rời. Vai là 56. Bụng là 120. 120 thì cái phần bụng to nhất là 120 nhá. Bụng to nhất là 120. Thì anh em trên 90kg mới bận vừa nha anh em. Còn 8-90kg trở lên mới bận vừa. Bán rẻ anh em về cắt thành bộ sửa lại nha. Ở dưới này thì nó bị dơ là dơ, dơ như kiểu bùn vậy thôi. Không có sao hết, bộ đang còn mới và đẹp này. Đang còn mới và đẹp, chỗ này nó bị dính dơ này.
dưa này em không có đảm bảo thôi này. Còn dưới đất thì ok. Ở đằng sau mông cũng bị dơ nhé, dơ này không có chắc đâu, không chắc đâu. Rồi ai thích cắt sữa chốt cho em là 200.000, bán rẻ nha, bộ này là 700.000 đó, 200.000 mã 15, ai ưng chốt cho em 200 mã 15. Về anh em làm gì được nó thì làm đi em, anh nào to thì bẩn luôn. Tiếp một cái con áo hải quân và thủy quân vàng, chất vải kaki vai 50, mát, chất vải mát, dài áo là 73, dài áo 73 nhé em. Con này thì 90, 93 nữa thôi, 150 mã 18, 90, 93 nữa thôi nha, 150.000 mã 18, đều, không được mới cứng nhưng mà đang đều màu, vải mềm và mát. Em nói 150.000 là bây giờ em cái tem bên này một cái là mất 50.000, còn con áo có 100.000 thôi này. 70, 75 cái chốt cho em mã 18, 150.000. Cái một con M65, con này có mũ gì nhét vào cho nó đỡ lùm thùm nha. Con này là cổ, sao mà nó hơi rít rít rồi trời, nó dây kéo nó hơi rít rít nha. Cái này anh em về sửa lại đi, em kéo tay em nó bị, tay nó bị cơ, anh bắt kiêng việc nặng mà em cứ làm cầm đồ như vậy là nó cơ nó cứ đau, kéo là đau không chịu nổi luôn á. Con này là small rambler, hàng cấp phát nha, 60-70 kg và cao 1m7-1m74, vai 50-51, dài áo là 75 à, small sock à, 75 là small sock. Sao em đọc small roller, dây kéo đồng này, trên dưới đầy đủ hết. Cái đồng này, đầu này cài được nhưng mà do nó bị mất cái tay cầm á, anh em về đổ lại nha, dây trên còn, dây dưới còn. Một tem OS chỗ này nó hơi dơ một chút, có vết in nút. Áo này là nó dơ đất thôi nhé anh em, dơ đất thôi. Ai ấy thì mua con này về giặt sạch cho em cái. Gấp tay này, nó bị gấp tay này. Sau đều, vải nó rất là lì anh em, lì vải ạ, cực lì luôn. Ở đây nó bị dơ một chút nữa nha, dơ một chút nữa. Qua bên này thì có vết ỉn nút, có cặp tem, được cặp tem là được 100.000 rồi, cặp tem là được 100.000 rồi. Con áo 60-70 kg và cao 1m6-1m7, 1m60-1m7. Cả con áo này em bán 390.000, bởi vì cái tem này được 100.000, còn con áo còn có 300.000. Size rất là đẹp và hiếm, 390.000. Chốt mã 19 giùm em ha. Cái ổ khóa thì bao nhiêu em kéo được nha, đôi mắt cái tay cầm thôi. Tiếp một con áo này là áo lễ phục màu vàng cát của lính Mỹ. Chất vải nó hơi nhột nhột chút nhưng mà bao mát luôn. Vai 42 và dài áo là 62, mát lắm. Cái sợi vải nó to, nó thô. Nhưng mà áo này sao thấy có bên bên này, có chiếc bên này, chiếc bên giữa này và tà bầu. Con này nhỏ nhỏ ha, con này mất cúc à? Không phải, con này hàng châu Âu, không phải của Mỹ đâu. Con này hàng châu Âu, size 34. Nó hơi nhột nhột, bẩn con này hơi nhột nhột một chút. Thế em 58 kg thì con này được 50-60 kg. Chốt cho em con này giá 200.000 mã 11, 200.000 mã 11, 93-95% nha.
một cái quần rằn ri vải caro của lính Mỹ nha anh em. Cái bụng của nó là 78. Dài quần là 110, 78 110. Ở đây nó bị dơ một chút này, ngay đầu gối nó dơ một chút này. Ở dưới này nó bị dơ nhá. Bên này đều quần lính Mỹ anh em ạ. Em báo cáo với anh em là thời điểm mà bòn mót như thế này, đồ em bán là rất là tội nghiệp, bán sổ bán rẻ luôn, mà thậm chí là đi mua hàng không được bằng cái giá này luôn. Cho nên anh em tranh thủ, không có lỗ đâu, không có thiệt đâu. 300.000 mã 16 nha anh em, cơ hội chỉ đến một lần thôi, một khi tuột khỏi tay không có thể vớt được nữa anh em. Con này nó sâu bằng lưới này, trước thì vải nha. Áo này không phải của Mỹ, nó chỉ là thời trang lính thôi. Con này vai 46, dài áo là 64, không biết thời trang. Con này của lính luôn chứ thời trang cái nỗi gì, của lính luôn này. Em nhìn thấy cái khẩu súng không? Hai khẩu súng này. 100 cô tông Mark in Bangladesh, của lính Bangladesh. Nhiều khi mà các nước khác là em cứ cút cho là thời trang chứ. Em bán đồ mà thầm tề nó bùi luôn, nó bám luôn cả quần áo em ấy. Bẩn đồ dơ anh em. Lai mấy đồ cũ này là nó. Rồi. Con này là 8 đến 90kg nhưng mà nó rách đây rồi. Nó bị rách đây rồi. Anh em về mạng lại giùm em cái nha. Thôi bán tiền nào của đấy mạng lại giùm em. Con này em bán 100.000 thôi. Mạng lại dích dắt giùm em cái đường này, bán 100.000. Bòn thì tôm, mã 12 nha. Áo này 300.000 ấy. 100.000. Tìm gói mì tôm nuôi con thôi anh em ơi. Tiếp một con áo của thủy quân xanh, chất vải kaki. Vai của nó là 46, dài áo là 75, 46, 75. Thủy quân vàng này, cổ đều màu này. Con này được cái cặp tem á, được cái cặp tem này, màu xinh lè. Ở đằng sau này lủng rách một phát đây nữa. Áo thủy quân xanh này không có rẻ nha, anh em lưu ý giúp em này. Trên con áo mình lượm được một cặp tem. Trên con áo là được một cặp tem rồi. Đúng không? Áo rách nhưng mà mạng mặc bệnh vô tư đi. Áo này không có rẻ đâu, vai 46, dài 77. Em bán cặp tem cho anh em, tặng con áo này luôn. Nói cặp tem như bán 150. 60 đến 70kg, bán 150. Mã 13. Cặp tem này 100 không được, 150 à? 150 luôn chứ. Chốt chúng em mã 13, lần sau rách mạng luôn em cái nha. Tiếp một con ghi lê của trẻ con 3-4 tuổi. Ghi lê trẻ con nhé. 200.000 mã 17, bao đẹp luôn anh em ạ. Đấy, ai có cháu, có con này. Mấy cái túi này thì dây kéo ngon lành cành đào hết. Hai ông cháu đồng phục đi chơi. Không? Quá chừng đẹp. Dây kéo là ngon lành mới, đồ mới đang cao. Chốt giùm em 200.000 mã 17 nha anh em. Hết rồi, em cảm ơn tất cả anh chị em. Em vẫn choàng vào ấy. Nói của trẻ con nhưng người lớn vẫn chui vào ấy. Sau lưng thì nó vừa mà còn đằng trước thì nó hỏng vừa. Chơi vậy, chơi kiểu khỉ vậy á, nó chật nách. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em và tiếp tục tối nay 7 giờ nhé. Em cảm ơn, bye bye.